Hello mọi người nhé. Tại là mình đang đi vào Trà Lĩnh mọi người. Mình đi vào trong kia để làm mấy cái video về du lịch ở trong kia. Ở trong kia có mấy địa điểm hay lắm. Hôm nay là mình để đi vào trong kia để làm video. Mình sẽ làm một series ở trong này luôn. Trong này có thuyền tình cốc này, ui giao thông chết rồi. Thác Nặm Trá này, chợ Châu rồi biên giới hồ Thang Hen, rồi ủng hộ mình nhé. Mình đang đi đường nên là mình không nói chuyện được nhiều. Video này mình chỉ là video đi đường thôi. Video lần sau mình sẽ review du lịch cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Mình sẽ dừng ở đây. Thì kênh để ủng hộ mình nha. Nhớ bật chuông lên để đón xem những cái video review của mình nha.